Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình S Xoáy Tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 12 tháng 8 năm 2024 và chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị về câu chuyện ông Tô Lâm sắp đi chầu Trung Quốc vào tuần tới và những cái vấn đề liên quan đến Biển Đông, đặc biệt về chuyện bồi đắp các đảo nhân tạo của Việt Nam. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters sáng ngày hôm nay cho biết là ông Tô Lâm sẽ đến Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 và sẽ thăm chính thức Trung Quốc trong hai ngày 19 và 20, sẽ gặp ông Tập Cận Bình và các giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy là ông Tô Lâm đi thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Theo dự chủ, ông sẽ đến ngày 18 và thăm hai ngày 19 và 20. Trước đó thì sau khi lên chủ tịch nước, ông Tô Lâm đã đi thăm hai quốc gia được gọi là anh em, đó là Lào, Campuchia. Thì bây giờ ông sau 2 tháng thì ông lên làm Tổng Bí thư, bây giờ kiêm luôn chủ tịch nước và ông sẽ đi thăm Trung Quốc. Chắc chắn là cái quan hệ giữa Trung Quốc Việt Nam rất là phức tạp. Bề nổi đó thì là hai bên là hai đảng cộng sản với nhau, anh em với nhau. Nhưng bề chìm là hai bên có tranh chấp Biển Đông rất là dữ dội. Mặc dù Việt Nam không có lộ hàng ra như Trung Quốc đã chống công khai. Việt Nam không chống công khai, mà chống ngấm ngầm. Trung Quốc cũng là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam hiện nay, vừa cả xuất nhập cảng luôn. Về xuất cảng thì Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc không nhiều bằng xuất cảng sang Mỹ, nhưng mà nhập cảng Trung Quốc rất nhiều. Thì nói chung Trung Quốc là quốc gia siêu quan trọng Việt Nam. Và tháng 12 năm ngoái, ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam và đã ký mười mấy cái văn bản với ông Nguyễn Phú Trọng, cũng là Tổng Bí thư. Ở trong đó hai bên chia sẻ tương lai chung. Nhưng mà ông Tô Lâm đi kỳ này thì có những cái gai góc mà ông Tô Lâm phải giải quyết, đồng thời làm sao cũng lộ cho thấy là Việt Nam không chống Trung Quốc, bởi vì nếu mà chống Trung Quốc thì sẽ rất là mệt. Thì chúng ta biết đó, là trước khi ông Trump lên làm Tổng Bí thư đó, ngay cái ngày 17 tháng 8, tức là hai ngày trước khi mà ông Trọng qua đời đó, thì ông Trọng đã giao cái quyền điều hành Đảng Cộng sản cho ông Tô Lâm, đó là nhân vật số 2. Thì cũng trong cái ngày đó khoảng 17, 18 tùy theo bây giờ chúng ta tính, thì Việt Nam đã nộp đơn ra Liên Hợp Quốc yêu cầu được nới rộng cái thềm lục địa của mình. Thay vì 200 hải lý, bây giờ sẽ là 350 hải lý, giống như Philippines đã làm trước đó. Trung Quốc nó phản đối chuyện này. Thì bây giờ trước khi mà ông Trump đi, ông Tô Lâm đi Trung Quốc đó, thì tờ báo Washington Post, một trong tờ nhật báo lớn nhất của Mỹ và là của thế giới, vào ngày 8 tháng 8 vừa qua, họ công khai lần đầu tiên tiết lộ là Việt Nam đã gia tăng bồi đắp những cái đảo ở Trường Sa trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2023 và 2024 rất là nhanh. Cái mức độ mà họ bồi đắp tăng gấp 10 lần mức độ bình thường. Thì như vậy ông Trump, ông Tô Lâm sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào? Chắc chắn là Bắc Kinh biết cái chuyện này. Thì trước khi đi vào những cái chuyện đó thì tôi trình bày quý vị. Cái chuyện này thực ra là người ta đã nghe nói từ lâu rồi, từ hồi đầu năm nay rồi, qua các cái hình ảnh mà của vệ tinh cho thấy và các cơ quan truyền thông đưa. Nhưng mà kỳ này tờ Washington Post họ làm rất là chi tiết, họ đưa ra hình ảnh vệ tinh có luôn, và họ trích lời hai giới chức của Việt Nam xác nhận cái chuyện này. Đây là chuyện lạ, đây là cái chuyện lạ. Thì bạn cứ thật cho coi cái laptop của tôi. Đây là cái tựa bài của Washington Post: Việt Nam accelerates island building to challenge China maritime claim. Tức là tạm dịch là Việt Nam gia tăng bồi đắp các cái đảo để thách thức cái chuyện mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Chúng ta biết là Trung Quốc tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn, sau này thành 10 đoạn, chiếm gần khoảng 90% Biển Đông, trong bao gồm cả Trường Sa luôn. Và Trung Quốc năm 1988 đã đánh chiếm 3 cái đảo Trường Sa, 3 cái đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và năm 2016, Tòa Trọng tài Quốc tế đã ra phán quyết cái đường lưỡi bò 9 đoạn hoặc 10 đoạn của Trung Quốc là bất hợp pháp. Nhưng Trung Quốc bác bỏ cái chuyện này. Chúng ta có thể cho coi lại cái laptop của tôi đây. Chúng ta nhìn nó thấy đây. Đây là cái hình ảnh mà 6 cái đảo nằm trong cái đảo Trường Sa của Việt Nam. Thì chúng ta thấy đó, cái đảo Subi nè, màu nâu là bây giờ của Trung Quốc đang kiểm soát. Đảo Vành Khăn Trung Quốc kiểm soát. Và đảo và bãi đá Chữ Thập. Ba cái bãi đá này, bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn và bãi đá Chữ Thập là Trung Quốc đang kiểm soát. Việt Nam còn kiểm soát là bãi đá coi như là ở cái bãi đá
Discovery Ridge, bãi đá Sơn Sen Cây tạm gọi là Sơn Ca, bãi đá Niêm Yết, Sơn Ca là cái đảo, Nam Yết là bãi đá Phan Vinh, bãi đá Ternan, đúng cái gì, bãi đá Bass Canada Reef, tức là bãi đá tạm gọi là thuyền chài. Đó là những cái bãi đá, 6 cái đảo và bãi đá Việt Nam đang kiểm soát. Về phía Đài Loan thì đang kiểm soát cái đảo Ba Bình, cái Ituaba, còn Philippines kiểm soát cái đảo Thị Tứ. Đó là, đây là những cái coi như là tổng cộng 11 cái đảo trong ngày. Thì Việt Nam còn kiểm soát 6, Trung Quốc kiểm soát 3, Đài Loan 1 và Philippines 1. Thì trong thời gian qua Việt Nam đã gia tăng bồi đắp những cái đảo này như thế nào. Thì thưa quý vị, ở cái bãi Tenan là bãi tiên nữ, còn Discovery Ridge là bãi đá lớn. Thì trong thời gian qua Việt Nam đã gia tăng bồi đắp những cái đảo này ở mức độ rất là dữ dội. Ví dụ đây, xin mời có thể cho coi lại laptop của tôi. Cái bãi mà coi như là thuyền chài là coi như bồi đắp 492 mẫu. Cái bãi Phan Vinh là 227 mẫu. Cái bãi Discovery Ridge là cái bãi này 214 mẫu, tôi cứ quên cái tên này hoài. Bãi Nam Yết là 197 mẫu và bãi Sơn Ca 110 mẫu. Và bãi Tiên Nữ là 71 mẫu. Discovery Ridge hồi nãy tôi nói là cái gì tự nhiên tôi quên mất cái tên của nó. Bãi đá lớn. Tôi thấy đó là 6 cái bãi này và đảo này Việt Nam đã bồi đắp, cái phần màu trắng là bồi đắp đó. Để cho quý vị coi tiếp luôn là họ bồi đắp như thế nào. Đây còn ngược lại này, Trung Quốc đó thì cái bãi Vành Khăn là họ bồi đắp 1.452 mẫu trong thời gian qua và có cái sân bay luôn, có phi trường airstrip quý vị thấy đó. Cái bãi Subi họ bồi đắp 1.075 mẫu, cũng có một cái sân bay luôn. Và cái bãi Chữ Thập họ bồi đắp 690 mẫu, cũng có một cái sân bay luôn. Quý vị thấy không? Cái bãi Ba Bình, cái đảo Ba Bình của Đài Loan là lớn nhất trong đảo Trường Sa, thì họ bồi đắp có 126 mẫu thôi, nhưng mà cũng có một sân bay. Và bãi Thị Tứ của Philippines thì bồi đắp 109 mẫu, cũng có một sân bay. Thì qua đây chúng ta thấy là Việt Nam bồi đắp chỉ thua Trung Quốc thôi, thua cái Vành Khăn với lại cái Subi Trung Quốc thôi và cái Chữ Thập của Trung Quốc thôi. Nhưng mà chúng ta để ý cả 6 bãi Việt Nam thì chưa có sân bay, nhưng mà đang bồi đắp. Đó. Đây là hình ảnh vệ tinh mà báo Washington Post có được. Đây là cái đảo bãi thuyền chài dài 3 dặm. Chúng ta nhìn đây. Thấy chưa? Họ đắp này, đây là sẽ có một cái khoảng 450 feet chiều ngang này. Đây là họ xây một con đường để mà xe tải chở cát đi qua đây để đắp. Đó. Rồi đây họ xây một cái tường bờ kè. Bờ kè. Đó để cát nó không có dạt ra biển. Xì qua lại bờ kè. Và ở đây họ đang là gia tăng bắt đầu từ năm 2 tháng 8 2022. Mở rộng chỗ này có thể làm cái hải cảng trên đảo bãi thuyền chài. Và ở đây thì có thể là một cái chỗ để mà để đại bác. Và đây họ trong năm 2 tháng 6 2023 giờ là họ xây dựng đây thêm là 128 x mẫu. Đó chúng ta thấy đó. Và nhiều khả năng là sẽ có một cái đường bay ở trên cái đảo thuyền chài. Ở đây thì họ đang là để những cái tàu mà coi như là để bơm cát vào, chở cát vào. Đây là cái tàu mà họ bơm cát ở dưới biển và họ bơm đi qua cái đường ống và đi vào đây. Đó, vào những bãi cát này để lấp cái vùng này. Thì hai cái cách mà Việt Nam làm đó, nó bao gồm là thứ nhất là móc cát ở dưới biển lên, cào cái biển lên, đưa lên xe tải và chở lên những cái bãi này đắp. Cách thứ hai là họ để những cái tàu lớn như tôi nói nãy đó, hút cát ở dưới biển, hút lên và đi qua đường ống, đi lên đắp những cái bãi cát trên đây. Đó là hai cách Việt Nam làm. The Washington Post nghĩa là họ làm rõ ràng. Và đây bây giờ tôi cho quý vị coi nè. Cái mà đây, cái đảo này là cái đảo Nam Yết. Đây hình ảnh cho thấy là từ lúc mà chưa có gì cho đến lúc có gì. Quý vị thấy không? Ban đầu nó màu xanh, tức là nó không có bồi đắp, thì sau đó dần dần nó màu trắng. Đó, quý vị thấy đó, nó thành màu trắng là phần bồi đắp. Đó là đảo Nam Yết. Còn đây là cái đảo Sơn Ca. Đó, chúng ta thấy ban đầu là nó xanh, nó không có gì cả, dần dần bắt đầu bồi đắp lên. Đó, bồi đắp cái chỗ này. Thấy chưa?
Và đây là cái hình ảnh đây, Nam Yết năm 2021, Phan Vinh 2019 và Sơn Ca 2021. Chúng ta thấy là gần như không có gì, thấy chưa? Xung quanh là san hô không. Và bây giờ tôi click vào đây, quý vị coi nè. Đây, đó, quý vị thấy không? Đến năm 2024 thì chúng ta thấy là họ đã coi như là màu trắng rồi. Quý vị thấy chưa? Màu trắng. Đó, màu trắng. Cái đảo Nam Yết nè, đảo Phan Vinh là đảo Sơn Ca là nhiều nhất, quý vị thấy không? Gần như trắng toát. Còn Nam Yết là cũng gần như trắng toát, chỉ còn ngoài này thôi, còn Phan Vinh nhiều chút xíu trên này. Đó. Thì đó là những hình ảnh mà tờ Washington Post đưa ra. Và chuyện này được ông Lê Đình Tĩnh, hiện nay ông là viện trưởng, vụ trưởng vụ chính sách quốc tế, chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận. Xác nhận. Và trong bài viết này họ cũng phỏng vấn ông Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, cựu phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, cũng xác nhận cái chuyện này. Ông Lê Đình Tĩnh nói với tờ Washington Post rằng đây, chúng tôi dùng tất cả mọi cách có thể để bảo đảm là chúng tôi có thể đề phòng, phòng ngự cái quyền lợi hợp pháp của chúng tôi trên Biển Đông. Đó là theo lời ông Lê Đình Tĩnh nói với tờ Washington Post. Đó. Ông cũng nhấn mạnh là Việt Nam muốn có một giải pháp hòa bình trong các cái tranh cãi về chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng cũng nói thêm rằng chính phủ cũng để ý, cũng ý thức được, theo chính phủ Việt Nam, những cái gia tăng căng thẳng gần đây ở Biển Đông, đặc biệt giữa Trung Quốc và Philippines, và đã có những cái hành động gọi là mang tính bạo động trong cái vùng biển Trường Sa. Đó. Có nghĩa là qua ông Lê Đình Tĩnh, Việt Nam ngầm xác nhận cái chuyện này là chúng tôi có bồi đắp đảo, mà đó là cách để chúng tôi bảo vệ. Tức trên các cái bồi đắp đảo này, chúng ta thấy là họ sẽ gặp những cái dàn radar, những cái đài radio phát sóng, thậm chí có thể là sau này xây cái đường băng để có thể đổ bộ quân xuống trong vấn đề bảo vệ. Và họ nói rằng cái này là hoàn toàn hợp pháp. Riêng ông Nguyễn Hồng Quân á, thì ông bảo rằng là Việt Nam biết Trung Quốc trong thời gian qua có những cái manh động, những cái hành động bạo động ở tại Biển Đông, và biết có bồi đắp. Nhưng mà Trung Quốc đừng đẩy Việt Nam vào cái thế mà phải hành động mạnh mẽ hơn. Mà Việt Nam đó thì không có công khai như Philippines. Philippines là đồng minh của Mỹ, là không nằm sát Trung Quốc như Việt Nam. Việt Nam không phải đồng minh của Mỹ, nằm sát Trung Quốc, mà lại là Trung Quốc là bạn hàng lớn Việt Nam. Cho nên Việt Nam họ cẩn trọng cái chuyện này. Họ không công khai đả kích Trung Quốc, nhưng họ ngấm ngầm cơi nới cái đảo này để đối phó với Trung Quốc trong cái chuyện mà tuyên bố chủ quyền Biển Đông. Thì đó là sơ khởi cho quý vị biết như thế. Chúng tôi và anh Long sẽ phân tích tiếp tại sao Việt Nam ngầm làm cái chuyện này trước chuyến đi của ông Tô Lâm. Xin quý vị đừng rời màn hình FPTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Cảm ơn quý vị đã mình trở lại chương trình SBTN. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Xoáy Tin. Chúng tôi đang nói về cái chuyện Việt Nam ngầm thừa nhận cơi nới các cái đảo Trường Sa trong lúc tranh chấp với Trung Quốc trước chuyến đi của ông Tô Lâm đến Bắc Kinh vào Chủ nhật tuần tới. Thưa anh Long, như tôi trình bày, Việt Nam cái chuyện mà để cho một giới chức ngoại giao cao cấp xác nhận cái chuyện này, cũng như để cho một ông tướng là cựu phó viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam nói bình luận về chuyện này, là chuyện coi như là lạ lắm. Coi như Việt Nam công khai chuyện này, có thể nói như thế, mặc dù báo chí trong nước hoàn toàn không đăng tin này nha. Thưa anh, cái thông điệp của Việt Nam với Trung Quốc là gì trước chuyến đi của ông Tô Lâm, khi mà Việt Nam biết chắc là ông Tô Lâm sẽ phải đi Trung Quốc? Đó là chuyện đương nhiên, tôi đoán là như thế, và chúng ta có thể hiểu, đúng không? Bởi vì hầu hết các lãnh đạo Việt Nam thường thường là phải đi Trung Quốc ngay sau khi lên. Thế mà tại sao để lộ cái chuyện này, họ có dụng ý gì thế anh? Tất cả mọi cái mục đích đưa ra đều có ẩn chứa một cái ý định. Đương nhiên Việt Nam chúng ta thấy là trong suốt thời gian vừa qua họ đều im lặng
về cái vấn đề mà họ cũng là bồi đắp các vùng đảo nhân tạo ở tại khu vực Trường Sa. Tuy nhiên có một số cái nhận định nó như thế này, thưa quý vị. Người ta đều nói ở tại khu vực quần đảo Trường Sa bên Trung Quốc là có đầy đủ là súng ống hơn bên phía Việt Nam với tất cả các quốc gia khác. Mặc dù bên phía Việt Nam họ cũng khá là bị o ép và phải nín lặng trong thời gian vừa qua. Nhưng chúng ta chú ý một điều. Trung Quốc họ khi họ xây và bồi đắp các đảo nhân tạo biến thành căn cứ quân sự là tập trung vào ba cái đảo lớn. Đảo Vành Khanh, đảo Subi, gọi là đảo đúng không? Bãi đá Subi với lại đá Vành Khanh với Fury Cross, bãi đá chữ thập. Trong ba bãi này Trung Quốc họ đã bồi đắp lên khoảng chừng tổng cộng là 3.000 mẫu. Xin bên ban kỹ thuật cho xem các bạn laptop của tôi. Thì ở phần ở dưới đây quý vị thấy là đây là ba cái đảo bên phía Trung Quốc họ bồi đắp mặt từ năm 2012 cho đến những năm sau này. Nhưng mà bên phía Việt Nam người ta lại chú ý là Việt Nam bắt đầu bồi đắp những cái đảo, và Việt Nam bồi đắp tới 6 đảo và nó bắt đầu phát triển mạnh kể từ sau năm 2021 cho đến nay. Có nghĩa rằng là có thể là trong một thời gian đầu khi mà bên phía Việt Nam họ chưa chuẩn bị hoàn toàn thì có thể họ ráng họ im lặng trong cái quá trình họ tiếp tục họ xây dựng. Nhưng bắt đầu sau 4 năm trở lại gần đây thì cái bên phía Việt Nam họ đã hình thành được những cái đảo, những cái bãi đá trở thành những cái đảo nhân tạo. Và người ta nhận định bên Trung Quốc bây giờ có thể lực lượng quân sự họ có thể mạnh hơn, nhưng với sự xuất hiện của một cái loạt đảo nhỏ của Việt Nam như thế này, nó trở thành một cái chuyện là ông muốn ăn tôi không ăn dễ. Và cái chuyện ông Tô Lâm đi qua Trung Quốc trong thời điểm mà Việt Nam lại đưa ra cái thông điệp là chúng tôi cũng có đồ chơi ở đây. Cho nên có thể một cái suy đoán là ông Tô Lâm có thể ông cũng không muốn Trung Quốc o ép ông trong cái vị thế mà tình hình khu vực Biển Đông, và trong lúc ông cần phải sang qua Trung Quốc trong mặt kép là chầu ông Tập Cận Bình trong lúc này, thưa anh. Vâng, xin mang thật cho coi lại cái laptop của tôi, chúng ta thấy ba cái đảo mà người ta chú ý nhiều nhất đó, là đảo Nam Yết, đảo Phan Vinh và đảo Sơn Ca. Chúng ta thấy đó, Phan Vinh là bồi đắp từ năm 2019 nhưng mà không có nhiều, nhưng bắt đầu từ 2021 nha. Anh Lòng nói 2019 là cái đảo Phan Vinh, bắt đầu 2021 đến bây giờ là có 3 năm. Thì cái đảo Nam Yết và đảo Sơn Ca thì họ bồi đắp nhiều hơn, cái tốc độ nó nhanh hơn. Chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy nè, đó. Cái đảo Phan Vinh chỉ có tí xíu thôi, trong khi Nam Yết và Sơn Ca nhiều hơn, chỉ trong một 3 năm thôi. Đó. Họ nói, cái tờ Washington Post nói là gấp 10 lần trước đó. À. Thì hồi nãy tôi có nói với quý vị là cũng trong cái tầm 17-18 tháng 7 khi mà ông Trọng sắp chết thì Việt Nam nộp đơn ra Liên Hợp Quốc gia tăng cái thềm lục địa của mình, mà đó là dưới sự coi như là quan sát của ông Tô Lâm. Bởi lúc đó ông Tô Lâm trên thực tế đã là Tổng Bí thư rồi, mặc dù chưa nhậm chức. Một số người thì nói rằng là cái chuyện này Việt Nam đã dự tính từ lâu, điều đó đúng. Việt Nam là đã tính toán khi Philippines nộp ra thì Việt Nam cũng sẽ nộp. Nghĩa là ok, nếu Trung Quốc chống Philippines thì chống luôn cả hai nước. Mà Việt Nam biết là Trung Quốc sẽ không có chống mạnh mẽ, bởi vì Trung Quốc không muốn đối đầu với hai quốc gia trong khối ASEAN mà hiện nay có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Đối đầu với Philippines là cũng đã mệt rồi, mặc dù là Trung Quốc đang có lợi thế. Nhưng mà càng lợi thế bao nhiêu thì Trung Quốc càng bị thế giới nhìn là một cái anh là láng giềng khổng lồ mà xấu tính. Thì Trung Quốc không muốn đụng ra Việt Nam thì Trung Quốc chỉ phản đối, lấy lệ thôi. Thì người ta cho rằng là cái chuyện đó ông Tô Lâm đáng lý ông có thể ông chặn lại được. Chứ mà không bảo thôi từ từ khoan nộp đã, thì sau khi ông Trọng chết mình nộp, đúng không? Mà vấn đề cho nộp thì có thể là ông có tác động trong chuyện này. Tôi dùng chữ có thể. Điểm thứ hai là ngày 8 tháng 8 tờ Washington Post đăng cái bài này, trích lời ông Lê Đình Tĩnh, vụ trưởng vụ chính sách quốc tế của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông này không phải là cấp thấp. Ông này từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao Việt Nam và từng là nhân viên Tòa đại sứ Việt Nam ở tại Hoa Kỳ từ 2014 đến 2017.
ông này có thể khá hiểu khá rõ về Mỹ và có thể là quen biết là không chừng. Thế thì khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho ông Lê Đình Tĩnh này phát biểu, tức là họ công khai, đúng không? Thì đây là hai cái chuyện mà nó xảy ra trước cái chuyến đi của ông Tô Lâm. Về phía Trung Quốc đó thì cũng không có vừa gì. Trong tuần vừa qua, nếu quý vị để ý thì tức quý vị biết, Trung Quốc đã cho máy bay không người lái bay xuống trong vùng biển của Việt Nam. Chuyến đầu tiên là xuống tới Nha Trang, chuyến thứ nhì xuống tới Phan Rang, xong quay về Hải Nam. Đó, và trong những ngày qua, Trung Quốc đang có những cái gọi là xung đột Philippines, nào là tập trận ở bãi Scarborough Rock, rồi nào là Philippines tập trận với Mỹ, với Nhật, với Úc, tùm lum la hết. Việt Nam không tập trận với ai cả. Việt Nam chỉ có hai chuyện đã chú ý, đó là tháng vừa rồi cái tàu USS Blue Ridge vào cảng Cam Ranh, anh nhớ không? Và mới đây cũng tuần vừa rồi, Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật thăm Việt Nam, và Nhật lần đầu tiên tặng cho Việt Nam hai chiếc xe chở lính. Đây người ta cũng cho là một phép thử giữa Nhật với Việt Nam như thế nào. Đương nhiên Trung Quốc bắt đầu lo lắng đó. Thì đây là những cái mà chuyện nó xảy ra trước chuyến đi của ông Tô Lâm. Thế thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn cái gì? Chắc chắn ông không muốn là nhìn giống như yếu hơn ông Trọng, hoặc là gì cái chuyện mà ông Tô Lâm vừa mới lên bây giờ phải đi Trung Quốc là cái chuyện chắc chắn người ta gì nghĩ. Bởi vì thường á, lãnh đạo Việt Nam nó mới lên á, đi Lào là đầu tiên, rồi đi Campuchia là hai cái nước được coi là anh em, rồi thứ ba đến Trung Quốc. Cái kỳ này như tôi nói nãy đó, ông Tô Lâm cũng đã đi Lào với Campuchia hồi tháng rồi trước khi ông Trọng chết. Ông đi Chào Sân rồi, đúng không? Hai nước anh em, mà bây giờ đi nữa thì kỳ quá, thôi phải đi Trung Quốc. Thì có thể nói rằng là những hành động này, cái chuyện mà nộp đơn ra Liên Hợp Quốc, cái chuyện là bắn tiếng qua tờ Washington Post, một trong tờ báo lớn nhất thế giới, là Việt Nam xác nhận là chúng tôi không chùn bước ở Trường Sa. Thì có thể là đây là một cái bước đi của ông Tô Lâm, vừa là tạo cái đối kháng, tức là khi mà nói chuyện với Tập Cận Bình, chúng tôi đang có, không phải đang ở cái thế bất lợi, hoặc có thể bất lợi mà không bất lợi nhiều. Cái thứ hai nữa là nhắm vào cái người Việt Nam. Mặc dù báo chí Việt Nam không đăng cái tin này, nhưng mà làm gì mạng xã hội không có. Có thể nói là ông dùng cái này để làm cái chuyện gọi là cho người Việt Nam thấy là tôi cũng cứng rắn chứ không phải là khác đâu, không thua gì ông Trọng đâu nha. Thì đó là có điều có thành công không, chúng ta phải chờ một vài năm nữa. Nhưng mà đó có thể là thông điệp của ông Tô Lâm trong chuyện này thì lọc. Nhưng như chúng tôi cũng đã thưa quý vị, bất kỳ chuyện gì, bất kỳ cái hành động nào, nó cũng có một cái ý đồ nó nằm ở đằng sau lưng. Và cái ý đồ này nó phải có một cái nền tảng. Và cái nền tảng mà bên phía Việt Nam tiết lộ ra là bởi vì là như chúng tôi thưa là trong vòng 3-4 năm vừa qua, họ đã bồi đắp được một cái thực lực gọi là cũng đáng kể ở trong khu vực. Mặc dù hiện nay cái số lượng diện tích mà các đảo Việt Nam bồi đắp lên nó không lớn bằng Trung Quốc, nhưng mà trong cái khu vực là tới 6 đảo. Và 6 đảo nào nếu mà họ hoàn tất được những các là kế hoạch mà họ đã đưa ra, thì có lẽ rằng là ít ra không có đủ quá lớn như là Trung Quốc, nhưng ít ra là nó sẽ thành một cái cơ sở phòng thủ vững chắc. Bên phía Việt Nam họ muốn đưa ra một cái thông điệp cho Trung Quốc rằng là không dễ ăn tôi đâu trong cái ván cờ ở tại khu vực Biển Đông. Và đây thưa quý vị, chúng ta trước khi chúng ta có thể đưa ra những cái suy luận mà đôi khi có cảm tính, chúng ta phải nhìn vào cái tình hình thực lực. Trung Quốc, khi tôi làm bá chủ khu vực này, tôi không hề muốn bất kỳ ai có được một cái lợi thế nào dù nhỏ trong khu vực. Tôi sẽ tìm mọi cách để tôi ngăn cản một cái chuyện mà quý vị xây được một căn cứ quân sự, một cái đảo, một cái gì đó để nó cản trở cái bước, cái đà bành trướng của chúng tôi. Nhưng bên phía Việt Nam họ âm thầm làm và họ như là chạy nước rút trong vòng 4 năm gần đây. Thì cái chuyện này thưa quý vị, chúng 3 năm nhé, 2021, 2024, 3 năm gần đây là họ chạy nước rút và tạo được một cái thế như thế này. Chúng ta nên nhớ Trung Quốc làm cái chuyện mà bồi đắp đảo họ từ năm 2012, coi như là cũng cả là 12 năm rồi. Và bây giờ Việt Nam chỉ vòng 3 năm. Thì chúng ta có phải để ý một chuyện, bên phía Việt Nam họ âm thầm họ tăng tốc độ trong cái sự việc này. Và đây là những điều mà chúng ta cần phải cân nhắc trước khi chúng ta đánh giá về các mối quan hệ ở tại Hà Nội, Bắc Kinh
về vấn đề Biển Đông, thưa anh Dũng? Vâng, thì đó là những gì tôi gửi đến cho quý vị nhân chuyến đi sắp tới của ông Tô Lâm và nhân cái vụ là báo Washington Post công khai cái chuyện Việt Nam cơi nới ở đảo Trường Sa mà được Việt Nam xác nhận cái chuyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi nhìn xoáy tin ngày hôm nay. Mai Phi Long và Đỗ Dũng chúc quý gia đình một ngày vui khỏe. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình FBN Morning sáng ngày mai thứ ba 13 tháng 8 2024. Đài truyền hình SBTN, Hội Thiện Nguyện Bên Em Đang Có Ta và Trúc Hồ Music xin trân trọng giới thiệu Đại Nhạc Hội Nhạc Trẻ Mùa Hè 2024 SBTN Music Festival tại Garden Grove Amphitheater 12762 Main Street vào ngày thứ Bảy 31 tháng 8 năm 2024 vào lúc 6 giờ chiều. Một đêm nhạc với những nhạc phẩm bất hủ vượt thời gian từ thập niên 60 đến nay, cùng với thành phần ca sĩ được yêu chuộng trong nhiều thập niên qua như Lâm Nhật Tiến, Sĩ Đan, Thế Sơn, Nguyên Khang, Trish Thùy Trang, Diễm Liên, Y Phương, Philip Huy, Đoàn Phi, Thúy Vi, Việt Khang, Angel Gia Hưng, Phi Yến, Đan Uyên, cùng với ban nhạc Trúc Sinh. Giá vé ủng hộ 50 Mỹ Kim đồng hạng. Xin liên lạc số điện thoại 714-636-1121.